Chương 8. Tự kỷ luật. Có lẽ không có điều gì quan trọng đối với thành công hơn là sự tự kỷ luật. Toàn bộ triết lý này đóng vai trò chính trong việc giúp một cá nhân phát triển khả năng tự kiểm soát bản thân. Đó là một trong những nhân tố quan trọng nhất để đạt được thành công. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm thấy sự giải thích cho những nguyên tắc trước đó. Chương này cũng đưa ra cách thức áp dụng 7 nguyên tắc của triết lý thành công đã trình bày. Bạn đã thấy các nguyên tắc của triết lý thành công kết hợp và liên quan với nhau như thế nào? Cũng giống như các mắt xích, trong đó không một nguyên tắc nào bị bỏ qua mà không làm suy yếu nguyên tắc còn lại. Thông qua sự tự kỷ luật, sức mạnh có được từ mỗi nguyên tắc của triết lý thành công sẽ được cô đọng và sẵn sàng cho việc áp dụng vào các vấn đề thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Tác động của sự cô đọng này có thể được mô tả dễ dàng bằng việc so sánh nó với một chuỗi pin điện. Mỗi nguyên tắc trong triết lý thành công sẽ là một quả pin riêng biệt. Bằng việc kết nối các quả pin lại với nhau, một người sẽ có sức mạnh tổng hợp từ tất cả các quả pin. Sự tự kỷ luật là quả pin chủ. Qua đó, sức mạnh của 17 nguyên tắc có thể phát huy tác dụng. Mỗi học viên của triết lý thành công phải hiểu được đầy đủ về mối quan hệ giữa sự tự kỷ luật và các nguyên tắc khác để nắm được toàn bộ sức mạnh có được qua 17 nguyên tắc. Bởi vì sự tự kỷ luật đóng vai trò là cái cổ chai mà sức mạnh phải đi qua. Ngài Carnegie đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc tự kỷ luật, bởi vì từ kinh nghiệm của bản thân tiếp xúc với hàng ngàn người, ngài nhận ra rằng không ai có thể đạt được những thành công vượt bậc mà không có khả năng kiểm soát bản thân. Từ những kinh nghiệm của bản thân và từ những quan sát của mình về những người xung quanh, ngài Carnegie nhận ra rằng khi một người kiểm soát được tâm trí và bắt đầu điều khiển nó, anh ta sẽ đạt được thành công cao nhất. Thành công cho phép anh ta có được bất cứ thứ gì mà anh ta muốn trong trái tim và tâm trí. Vì vậy, sự tự kỷ luật có thể được định nghĩa là hành động đạt được sự kiểm soát tâm trí. Tự kỷ luật là cái mà một người không thể dễ dàng học được như phép tính nhân. Sự tự kỷ luật chỉ có thể có được thông qua sự kiên định và đi theo một lộ trình được vạch ra trong chương này. Vì vậy, cái giá của sự tự kỷ luật là sự thận trọng và những nỗ lực liên tục làm theo những chỉ dẫn. Sự tự kỷ luật không thể có được bằng bất cứ một cách nào khác, và nó cũng không có một mức giá thấp hơn. Một người có được sự tự kỷ luật bằng những nỗ lực của bản thân hoặc anh ta chẳng có được gì hết. Một người không có khả năng tự kiểm soát có thể được ví như một chiếc lá khô bị thổi từ nơi này sang nơi khác bởi những cơn gió của hoàn cảnh, mà không có cơ hội mong manh nhất nhìn thấy tất bất cứ cái gì tương tự như thành công. Những người có khả năng kiểm soát tâm trí và sử dụng chúng có thể tự viết ra mức giá cho bản thân mình và buộc cuộc sống phải đáp ứng bất cứ thứ gì mà họ muốn. Những người không làm được điều đó phải chấp nhận lấy những gì mà cuộc sống ném cho họ, và chúng ta cũng không ngạc nhiên khi những thứ đó không bao giờ nhiều hơn những nhu cầu cuộc sống cơ bản. Trong những phân tích của ngài Carnegie, bạn sẽ có cơ hội nghe những chỉ dẫn của ông tới người học trò đầu tiên về chủ đề tự kiểm soát bản thân. Hiểu, ngài Carnegie, ngài đã sắp xếp sự tự kiểm soát là nguyên tắc thứ 8 của triết lý thành công. Ngài có thể bắt đầu bằng việc mô tả vai trò của sự tự kiểm soát bản thân tới thành công và chỉ ra phương pháp để phát triển và áp dụng nguyên tắc này vào các vấn đề thực tế của cuộc sống hay không? Carnegie, chúng ta có thể bắt đầu với những phân tích về vai trò của sự tự kỷ luật đối với thành công cá nhân. Sau đó, chúng ta có thể thảo luận các phương pháp để áp dụng nguyên tắc này cho bất cứ ai sẵn sàng bỏ ra nỗ lực để thực hiện nó. Sự tự kỷ luật bắt đầu với quyền làm chủ suy nghĩ. Nếu không kiểm soát được suy nghĩ thì cũng không thể kiểm soát được hành vi. Vì vậy, chúng ta có thể nói sự tự kỷ luật khuyến khích một người nghĩ trước và hành động sau. Mọi người lại thường làm điều ngược lại. Hầu hết họ hành động trước và suy nghĩ sau. Sự tự kỷ luật giúp một người kiểm soát hoàn toàn 14 loại cảm xúc chính, cho phép một người loại bỏ hoặc chinh phục 7 cảm xúc tiêu cực và sử dụng 7 cảm xúc tích cực theo bất cứ cách nào mà họ muốn. Tác động của sự kiểm soát này trở nên rõ ràng khi chúng ta nhận ra rằng cảm xúc điều khiển cuộc sống của tất cả mọi người và điều khiển cả thế giới. Mặc dù đã mô tả 14 cảm xúc chính trong cuộc phỏng vấn trước đó, nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải nhắc tới chúng một lần nữa. Bởi vì sự tự kiểm soát, bản thân phải bắt đầu với việc kiểm soát hoàn toàn các cảm xúc. 7 cảm xúc tích cực là 11. 1. Tình yêu. 2. Tình dục. 3. Hy vọng. 4. Niềm tin. 5. Sự nhiệt tình. 6. Lòng trung thành. 7. Khát vọng. 7 cảm xúc tiêu cực là 1. Sợ hãi. Hãy xem 7 nỗi sợ căn bản. 2. Sự đố kỵ.
3. Sự căm thù kéo dài. 4. Sự trả thù. 5. Sự tham lam. 6. Sự tức giận tạm thời. 7. Sự mê tín. Tất cả các cảm xúc trên đều là các trạng thái tâm trí mà chủ thể phải kiểm soát và điều khiển. 7 cảm xúc tiêu cực hiển nhiên rất nguy hiểm nếu chúng không được kiểm soát. 7 cảm xúc tích cực cũng có thể gây hại như các cảm xúc tiêu cực nếu chúng không được sắp xếp, điều khiển và dẫn dắt dưới sự kiểm soát hoàn toàn. 14 cảm xúc trên là quả mìn tinh thần có thể đưa một người tới đỉnh cao của thành công hoặc nhấn chìm họ xuống vực thẳm của thất bại. Mà không có nền học vấn, kinh nghiệm, trí thông minh và mục đích tốt nào có thể thay thế được. Hiểu rõ ràng là sự thiếu kiểm soát các 7 cảm xúc tiêu cực chắc chắn sẽ dẫn tới thất bại. Nhưng làm thế nào để một người sử dụng 7 cảm xúc tích cực để đạt được thành công cuối cùng? Carnegie, tôi sẽ chỉ cho anh cách thức để chuyển hóa các cảm xúc tích cực thành nguồn sức mạnh để đạt được bất cứ một thành công nào. Câu chuyện của Charles Schwab chính là một ví dụ minh họa để tôi chứng minh điều đó. Một thời gian ngắn sau khi làm việc cho tôi, Charles Schwab quyết tâm trở thành một phần không thể thiếu trong công việc kinh doanh của tôi. Vì vậy, anh ta đã hướng cảm xúc tới một mục đích cụ thể. Để thực hiện khao khát của mình, anh đã áp dụng tất cả các nguyên tắc của triết lý thành công mà chúng ta đã nói tới trong cuộc phỏng vấn trước đó, bao gồm mục đích rõ ràng, B. Liên minh trí tuệ, C. Tính cách thu hút, D. Sử dụng niềm tin, E. Đi thêm một dặm, F. Nỗ lực có tổ chức, G. Tầm nhìn sáng tạo, H. Tự kỷ luật. Thông qua nguyên tắc tự kỷ luật, Charles Schwab đã xếp 7 nguyên tắc kia và đặt chúng dưới sự kiểm soát của anh ta. Đằng sau sự tự kiểm soát này, anh ta đặt hết tất cả các cảm xúc, tình cảm của mình và thể hiện chúng thông qua sự nhiệt tình trong công việc, hy vọng về thành công, niềm tin và khả năng của bản thân. Và hơn tất cả là cảm xúc tình yêu mà anh dành cho vợ, người mà anh luôn cố gắng làm hài lòng bằng thành công của mình. Động lực thúc đẩy anh ta là tình yêu và khao khát tiền bạc. Cả hai động lực này đều đứng đầu trong danh sách 9 động lực căn bản. Tất nhiên Schwab đã sử dụng tất cả các nguyên tắc khác của triết lý thành công mà chúng ta chưa đề cập tới trước khi anh ta đạt được mục đích của mình. Và anh ta tiếp tục sử dụng tất cả các nguyên tắc này sau khi đã đạt được mục đích đó. Nhưng 8 nguyên tắc mà chúng ta vừa nói tới là các nguyên tắc mà anh ta đã sử dụng ngay lúc đầu. Hiểu. Tôi nghĩ rằng mình hiểu những điều ngài nói, ngài Carnegie. Ngài xem tôi mô tả về cách mà Schwab đã đạt được thành công có đúng không nhé? Đầu tiên, anh ta quyết định mình muốn gì. Vì vậy, anh ta đã sử dụng nguyên tắc mục đích rõ ràng. Anh ta vạch ra một kế hoạch để đạt được những thứ mình muốn. Và theo như đánh giá của ngài, anh ta thực hiện kế hoạch của mình bằng cách đi thêm một dặm. Vì vậy, anh ta đã sử dụng những nỗ lực có tổ chức. Bằng việc hợp tác đồng thuận với ngài và các đồng sự khác, anh ta đã sử dụng nguyên tắc liên minh trí tuệ. Việc đặt ra một mục đích cao cho thấy anh ta hiểu và sử dụng nguyên tắc tầm nhìn sáng tạo. Điều đó cũng chứng minh anh ta hiểu và áp dụng nguyên tắc niềm tin. Bằng thái độ dễ chịu và hợp tác của anh ta với ngài và các đồng sự khác đã chứng minh được anh ta hiểu và sử dụng nguyên tắc tính cách thu hút. Bằng cách sử dụng các nguyên tắc của triết lý thành công một cách thông minh và kiên trì thực hiện mục tiêu cho tới khi đạt được nó, anh ta đã chứng minh việc hiểu và sử dụng nguyên tắc tự kỷ luật. Thông qua đó, anh ta đặt tất cả khao khát của mình vào một mục đích duy nhất, đó là làm cho mình trở thành một nhân tố không thể thiếu được đối với tổ chức của ngài. Đằng sau tất cả những nỗ lực này là 2 động lực tình yêu dành cho vợ và khát khao tài chính. Thông qua đó, anh ta khai thác và sử dụng toàn bộ xúc cảm tích cực để đạt được mục đích cuối cùng. Những điều tôi vừa nói có đúng không? Carnegie, đó chính xác là những gì Schwab đã làm. Anh sẽ thấy rằng cơ hội thành công dành cho anh ta ít hơn nếu anh ta không sử dụng bất cứ một nguyên tắc nào mà chúng ta đã đề cập tới, nhờ có việc áp dụng tất cả những nguyên tắc về thành công một cách có kế hoạch. Anh ta đã đạt được thành công. Việc áp dụng này đòi hỏi sự tự kỷ luật ở mức độ cao. Nếu Schwab lãng phí bất cứ nguồn sức mạnh cảm xúc nào theo một hướng khác, kết quả sẽ khác đi. Điều đó làm tôi nhớ tới một người đàn ông đã bắt đầu đạt được những thành công tương tự như Charlie Schwab trong tổ chức của tôi. Người đàn ông này có tất cả mọi thứ mà Charlie có nếu xét về năng lực. Thêm vào đó, anh ta có học vấn cao hơn và tốt nghiệp chuyên ngành công nghiệp hóa học ở một trong những trường đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ. Anh ta sử dụng tất cả các nguyên tắc của triết lý thành công hiệu quả giống như Charlie đã làm, nhưng chỉ có một ngoại lệ là động lực
thúc đẩy anh ta tiến lên. Động lực của anh ta là khao khát về tài chính, không phải là phương tiện để thể hiện tình yêu với vợ, mà là phương tiện để thỏa mãn tính tự cao tự đại của mình. Bất chấp điểm yếu này, anh ta thăng tiến nhanh chóng tới vị trí thành viên chính thức trong Liên minh Trí tuệ của tôi. Nhưng sau đó anh ta trượt ngã, đánh mất tất cả niềm hy vọng và cơ hội của mình bởi tính tự cao và kiêu ngạo. Anh ta bị giáng chức và rơi xuống vị trí tận cùng của nấc thang nghề nghiệp nơi anh ta đã bắt đầu. Việc giáng chức này tạo ra một vết thương đối với lòng kiêu ngạo mà anh ta không bao giờ có thể vực dậy được nữa. Hiểu, điểm yếu lớn nhất của một người đàn ông này là gì, thưa ngài Carnegie? Carnegie, tôi có thể trả lời câu hỏi này chỉ trong ba từ: thiếu tự kỷ luật. Nếu anh ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh ta có thể thành công mà không cần phải nỗ lực nhiều như Charles Schwab, bởi anh ta có học vấn cao hơn và tất cả mọi phẩm chất để có được thành công mà Schwab có. Anh ta thất bại trong việc kiểm soát và điều khiển cảm xúc tích cực. Khi thấy bản thân mình trượt ngã, anh ta để cho rất nhiều cảm xúc tiêu cực lấn át tâm trí, đặc biệt là sự đố kỵ, nỗi sợ hãi và lòng căm thù. Anh ta ganh tị với những người thành công, anh ta ghét họ bởi vì họ đã chiến thắng anh ta. Anh ta sợ tất cả mọi người, đặc biệt là bản thân mình. Không ai đủ mạnh để thành công với một đống kẻ thù chống lại mình như vậy. Hiểu, từ những ngài điều vừa nói, ngài Carnegie, tôi cho rằng sức mạnh cá nhân là thứ phải được sử dụng với sự thận trọng, nếu không nó sẽ biến thành một tai họa hơn là một điều may mắn. Carnegie, tôi luôn coi trọng việc cảnh báo các đồng sự về mối nguy hiểm của việc thiếu thận trọng khi sử dụng sức mạnh cá nhân, đặc biệt đối với những người qua thăng tiến mà có được sức mạnh. Sức mạnh mới có được cũng giống như của cải mới có được, nó cần phải được kiểm soát để người sở hữu nó không trở thành nạn nhân của chính sức mạnh ấy. Đây là lúc sự tự kỷ luật thể hiện vai trò quan trọng. Nếu một người có thể kiểm soát hoàn toàn tâm trí của mình, anh ta có thể sử dụng nó theo cách thông không gây thù địch với những người khác. Hiểu, nếu tôi hiểu đúng những gì ngài nói, sự tự kỷ luật đòi hỏi sự kiểm soát hoàn toàn bởi cảm xúc tiêu cực và sự điều khiển bởi cảm xúc tích cực. Nói một cách khác, một người phải khống chế được bởi cảm xúc tiêu cực khi anh ta sắp xếp và điều khiển bởi cảm xúc tích cực để đạt được mục đích cuối cùng. Điều này có đúng không? Carnegie, đúng vậy, nhưng sự tự kỷ luật đòi hỏi sự kiểm soát các đặc điểm tính cách nhiều hơn là cảm xúc. Nó đòi hỏi việc sử dụng thời gian một cách kỷ luật. Nó đòi hỏi việc khống chế một tính cách tự nhiên là sự chần chừ. Nếu một người đặt ra một mục đích đỉnh cao trong cuộc đời, anh ta sẽ không có thời gian để phung phí vào các hoạt động không cần thiết ngoại trừ các hoạt động giải trí. Hiểu, ngài có thể kể ra các đặc điểm tính cách cần phải có sự tự kiểm soát không? Carnegie, danh sách đó tương đối dài và nó sẽ được nói chi tiết ở cuộc thảo luận tiếp theo của chúng ta về chủ đề học từ thất bại. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang nhắc tới những kẻ thù chính của sự tự kỷ luật, chính là bảy cảm xúc, bảy xúc cảm tiêu cực. Đó là những trở ngại mà một người cần phải chú ý. Đầu tiên, nếu anh ta muốn đạt được thành công, sự tự kỷ luật bắt đầu với việc xây dựng các thói quen tích cực, đặc biệt là tính cách liên quan đến việc ăn uống, tình dục và việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Nói chung, khi một người có thể kiểm soát được các thói quen trên, chúng ta sẽ giúp điều hòa các thói quen khác của anh ta. Và anh sẽ thấy rằng việc sử dụng 8 nguyên tắc của triết lý thành công mà chúng ta đã nói tới cho một người tất cả những thứ mà anh ta cần để xây dựng tất cả các thói quen tích cực. Hãy xem nguyên tắc mục đích rõ ràng giúp gì trong việc định hình nền thói quen của một người. Khi một người bắt đầu áp dụng nguyên tắc đi thêm một dặm, anh ta đã tiến xa trong việc xây dựng nên các thói quen tốt. Bởi vì để làm nhiều hơn mức lương được trả, anh ta phải sử dụng thời gian hiệu quả. Anh cũng hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi một người bị ám ảnh bởi một động lực mạnh mẽ. Từ đó, anh ta bắt đầu áp dụng nguyên tắc nỗ lực của tổ chức kết hợp với nguyên tắc tầm nhìn sáng tạo. Khi anh ta có thể kiểm soát được các nguyên tắc này, anh ta đã tiến xa trong việc xây dựng nên các thói quen tích cực, trong đó có thói quen tự kiểm soát. Anh có biết điều này xảy ra như thế nào không? Hiểu, tôi có, và tôi có thể thấy rằng tất cả mọi thứ mà một người làm đều xoay quanh động lực chính đằng sau mục đích rõ ràng của anh ta. Động lực chính là điểm khởi đầu của mọi thành công, có đúng không thưa ngài Carnegie? Đúng vậy, nhưng anh phải nói rõ ra hơn rằng động lực đó phải trở thành nỗi ám ảnh.
Động lực đó phải đủ mạnh để thúc đẩy một người dành toàn bộ suy nghĩ và nỗ lực của anh ta để đạt được thành công. Hầu hết mọi người lẫn lộn giữa khao khát và một mong ước thông thường. Mong ước không mang lại thành công. Nếu có thì tất cả mọi người đều thành công, bởi vì tất cả mọi người đều có những mong ước. Con người ước tất cả mọi thứ từ trái đất tới mặt trăng, nhưng mong ước và mơ mộng giữa ban ngày lại chẳng mang lại điều gì cho họ. Tới khi nó được biến thành một ngọn lửa khao khát dựa trên một động lực rõ ràng, và nó phải trở thành nhân tố chủ đạo trong tâm trí của một người. Nó phải trở thành một phần của nỗi ám ảnh để thúc đẩy thành hành động. Thậm chí một động lực mà không có nỗ lực có tổ chức cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích. Vì vậy tôi nhắc lại rằng chúng ta nên in chính động lực căn bản và dán nó ở nơi chúng ta có thể nhìn thấy hàng ngày. Những động lực đóng vai trò là thúc đẩy đằng sau một mục đích phải được nhấn mạnh, và để không thể bị lãng quên, những động lực này cũng nên được viết trong bản viết tay về mục đích rõ ràng của một người. Một mục đích rõ ràng mà không có động lực, ám ảnh đằng sau cũng vô nghĩa như đầu máy không có hơi nước. Động lực là thứ đưa tới sức mạnh, hành động và sự kiên định cho kế hoạch. Hiểu, điều này làm tôi nhớ tới một việc phải hỏi ngài. Động lực nào đã giúp ngài dành thời gian để hướng dẫn tôi sắp xếp nên triết lý thành công? Ngài có nhiều của cải hơn những gì mà ngài cần. Ngài được coi là nhà tư bản hàng đầu thế giới. Cuộc sống của ngài là một sự thành công diệu kỳ. Theo như tôi có được biết thì không có cái gì ngài mong muốn mà không sở hữu được. Carnegie, đó là một cái mà anh sai đấy. Tôi không có tất cả những gì mà thứ mà tôi muốn. Thực sự là tôi sở hữu nhiều của cải hơn những gì mà tôi cần. Điều đó thể hiện bằng việc tôi cho đi của cải của mình nhanh như việc tôi kiếm chúng. Nhưng có một thứ mà tôi muốn nhiều hơn tất cả những thứ khác, đó là khao khát ám ảnh đưa ra một triết lý thành công đáng tin cậy để giúp mọi người đạt được sự giàu có theo cách tốt nhất. Sự giàu có mang lại sự hợp tác với mọi người để tìm thấy sự bình yên trong tâm trí và niềm vui trong các nghĩa vụ của cuộc sống. Khát khao cháy bỏng của tôi sinh ra từ việc nhận ra về một nhu cầu vô cùng lớn đối với triết lý thành công của mọi người. Hiếm khi tôi gặp một người cố gắng mang lại lợi ích cho bản thân mình mà không gây tổn hại cho người khác. Thường thì tôi thấy mọi người cố gắng kiếm lợi mà chẳng phải bỏ ra công sức gì, mặc dù tôi biết chắc chắn rằng tất cả những gì mà họ có sẽ chỉ là nỗi đau và sự thất vọng. Động lực của tôi giúp anh xây dựng nên triết lý về thành công, cũng giống như động lực thúc đẩy một số người xây dựng nên bức tường vĩ đại đánh dấu sự tồn tại của họ trước khi qua đời. Những tượng đài bằng đá sẽ đổ nát với thời gian và quay về với cát bụi. Nhưng có một loại tượng đài có thể tồn tại mãi mãi, và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn như sự tồn tại của nền văn minh. Đó là tượng đài mà một người xây dựng nên từ trái tim của con người, thông qua những dịch vụ hữu ích mà họ mang lại cho toàn nhân loại. Đó là loại tượng đài mà tôi muốn xây dựng nên thông qua sự hợp tác với anh. Và tôi cho rằng khi giúp tôi xây dựng nên nó, anh cũng sẽ có tượng đài cho chính mình. Hiểu, tôi hiểu ý ngài. Ngài Carnegie, đây là động lực mà ngài có từ khi khởi nghiệp. Carnegie, không, không phải như vậy. Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, tôi bị thúc đẩy bởi khao khát tự khẳng định và khao khát tài chính. Nhưng khi bị thúc đẩy hành động bởi những động lực ban đầu, tôi nhận ra một động lực lớn hơn và vĩ đại hơn. Động lực tạo ra con người thay vì tạo ra tiền bạc. Tôi có được động lực này vì trong quá trình kiếm tiền, tôi đã nhận ra một nhu cầu lớn để tạo ra những con người hoàn thiện hơn. Nếu nền văn minh phát triển đến một mức sống cao hơn, hoặc thậm chí chỉ để duy trì những gì mà nền văn minh đạt được, con người phải được dạy về mối quan hệ con người ở mức độ cao hơn mức độ đang tồn tại hiện nay. Trên hết là họ phải nhận ra rằng có những sự giàu có vĩ đại hơn bất cứ một tài sản vật chất nào. Nhu cầu về một tầm nhìn rộng lớn hơn là thử thách đối với những con người vĩ đại. Đó cũng chính là thứ thử thách mà tôi muốn vượt qua khi khát khao ám ảnh của tôi là cung cấp cho nhân loại một triết lý thành công. Hiểu, từ những nhiều điều ngài vừa nói, tôi kết luận rằng sự tự kỷ luật và là việc xây dựng nên những thói quen tích cực. Carnegie, chính xác là như vậy. Việc một người là ai, những gì một người có thể làm được, tất cả thành công và thất bại của anh ta đều là kết quả của những thói quen. Nhưng may mắn là thói quen được hình thành bởi con người. Nó nằm trong tầm kiểm soát của mỗi cá nhân. Thói quen quan trọng nhất là thói quen suy nghĩ. Một người cuối cùng sẽ hành động theo suy nghĩ của anh ta. Khi anh ta giành được quyền kiểm soát thói quen suy nghĩ, anh ta đã tiến một bước dài trong quá trình đạt được sự tự kiểm soát.
Những động lực rõ ràng là khởi nguồn của thói quen suy nghĩ. Không khó để một người hướng tâm trí mình về những điều đáp ứng khát khao lớn nhất của mình, đặc biệt khi khát khao đó đã biến thành nỗi ám ảnh. Sự tự kỷ luật mà không có một động lực rõ ràng là điều không thể đạt được. Nếu có thì sự tự kỷ luật đấy cũng chẳng có giá trị gì. Tôi đã từng nhìn thấy những thầy tu ở Ấn Độ có sự tự kỷ luật tuyệt vời. Họ có thể ngồi cả ngày trên một tấm ván đóng đầy đinh nhọn, nhưng sự tự kỷ luật của họ vô giá trị bởi không có một động lực tích cực đằng sau nó. Hiểu, vì vậy sự tự kỷ luật với vai trò là một trong 17 nguyên tắc của triết lý thành công, đề cập tới việc kiểm soát cả thói quen suy nghĩ và thói quen thể chất. Carnegie, sự tự kỷ luật có nghĩa chính xác như những từ diễn đạt nên nó. Đó là sự kiểm soát hoàn toàn đối với bản thân. Tôi phải nhấn mạnh rằng sự tự kỷ luật đòi hỏi một sự cân bằng về những cảm xúc của trái tim và sự lý trí của khối óc. Vì vậy, trong từng hoàn cảnh, chúng ta phải học cách phản ứng phù hợp với cả lý trí và cảm xúc. Đôi khi chúng ta cần đặt cảm xúc sang một bên và để cho lý trí điều khiển, đặc biệt đối với các vấn đề về tình yêu và tình dục. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng. Tôi biết những người đàn ông có khả năng kiểm soát cảm xúc tình yêu rất kém. Họ hoàn toàn mù quáng bởi một người phụ nữ. Những kiểu đàn ông này không bao giờ đạt được bất cứ một thành công nào. Trái lại, tôi cũng gặp những người đàn ông quá lạnh lùng và không cảm xúc. Họ để cho lý trí điều khiển họ toàn bộ. Những kiểu người đàn ông này cũng bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời. Hiểu, nếu một người đàn ông có thể điều khiển cuộc đời mình bằng lý trí, loại bỏ tất cả cảm xúc ra khỏi kế hoạch và quyết định của mình sẽ chẳng phải tốt hơn ư? Carnegie, điều đó không hề thông minh một chút nào cả. Kể cả nếu nó có thể xảy ra, bởi vì cảm xúc tạo ra nguồn sức mạnh to lớn, nguồn sức mạnh thúc đẩy hành động cho phép một người thực hiện các quyết định của tâm trí. Cách tốt nhất là kiểm soát cảm xúc, không phải loại bỏ nó. Hơn nữa, rất khó để loại bỏ cảm xúc ra khỏi con người. Trong thực tế, điều này là không thể. Cảm xúc của một người cũng giống như một dòng sông có thể bị chặn lại và xả ra theo bất kỳ mức độ và bất kỳ phương hướng nào mà con người muốn, nhưng nó không thể bị loại bỏ hoàn toàn. Thông qua sự tự kiểm soát, một người có thể sắp xếp toàn bộ cảm xúc và thể hiện chúng như là những phương tiện để thực hiện được kế hoạch và mục đích của anh ta. Hai cảm xúc quyền lực nhất là tình yêu và tình dục. Hai cảm xúc này là tự nhiên và phương tiện thông qua đó tạo hóa duy trì sự sống cho loài người và sự liên kết xã hội, mà nhờ đó nền văn minh đã phát triển từ cấp độ thấp lên cấp độ cao. Con người hiếm khi muốn phá vỡ món quà tuyệt vời của tạo hóa là cảm xúc. Thậm chí họ không muốn làm điều này, kể cả khi điều đó có thể xảy ra, bởi vì cảm xúc thể hiện sức mạnh lớn nhất của loài người. Nếu phá vỡ đi niềm tin và hy vọng, sẽ còn lại điều gì có ích cho con người đấy? Nếu loại bỏ lòng nhiệt tình, sự trung thành và khát khao thành công, sẽ chỉ còn lại chức năng lý trí, sức mạnh của khối óc. Nhưng để làm gì đây? Sẽ chẳng còn lại gì để cho trí óc điều khiển. Tôi muốn nhấn mạnh tới một điều. Thực tế là tất cả các cảm xúc bên ngoài xúc cảm tình yêu và tình dục đều bắt nguồn từ hai xúc cảm tự nhiên này của con người. Nếu loại bỏ các xúc cảm, anh ta sẽ trở nên ngoan ngoãn như một con vật bị thiến. Anh ta sẽ còn lại chức năng lý trí, song anh ta có thể làm gì với nó? Hiểu, sự tự kỷ luật vì vậy là công cụ mà con người có thể sử dụng để điều khiển các cảm xúc tự nhiên theo bất cứ hướng nào con người mong muốn. Carnegie, đúng vậy. Và tôi muốn nhấn mạnh một thực tế nữa là tầm nhìn sáng tạo là kết quả của sự tự kỷ luật. Thông qua đó, xúc cảm tình yêu và tình dục được chuyển hóa vào một kế hoạch hoặc mục đích đặc biệt. Chưa từng xuất hiện một nhà lãnh đạo mà không đạt được quyền lãnh đạo bằng việc kiểm soát và điều khiển hai loại cảm xúc tự nhiên trên. Những họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà diễn thuyết, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, nhà phát minh, nhà khoa học, nhà tư bản, người bán hàng vĩ đại và những người nổi tiếng khác trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đã được quyền lãnh đạo thông qua việc sử dụng và điều khiển hai cảm xúc tự nhiên là tình yêu và tình dục. Trong hầu hết các trường hợp, những cảm xúc này được chuyển hóa thành những nỗ lực cụ thể một cách vô thức như là kết quả của một khao khát cháy bỏng về thành công. Trong những trường hợp khác, sự chuyển hóa là có chủ ý. Hiểu, không có điều gì xấu hổ đối với người được sinh ra với khả năng lớn về xúc cảm tình yêu và tình dục ư? Carnegie, không, sự xấu hổ xảy ra do việc lạm dụng những món quà này của tạo hóa. Sự lạm dụng này là kết quả của sự bỏ qua thiếu kiểm soát những
xúc cảm tự nhiên này và các dạng xúc cảm do chúng chuyển hóa thành. Nếu nói rằng phương tiện mà tạo hóa duy trì muôn loài là một điều xấu hổ, cũng giống như mà nói loài người là một sự xấu hổ, bởi vì nếu loại bỏ sức mạnh sáng tạo của con người thì họ chẳng còn gì ngoài một đống hóa chất trị giá 16 đô la. Hiểu, tôi cho rằng cách áp dụng tốt nhất của tự kỷ luật là cách thông qua đó cá nhân giành được quyền sở hữu xúc cảm tình dục và chuyển hóa nó thành bất cứ dạng nỗ lực nào mà anh ta muốn. Điều này có đúng không? Carnegie: đúng vậy. Và khi một người đã biết cách tự kỷ luật đối với xúc cảm tình dục của mình, anh ta sẽ dễ dàng kỷ luật bản thân theo những hướng khác, bởi vì xúc cảm tình dục được thể hiện trong mọi thứ mà một người làm, kể cả có ý thức hay một cách vô thức. Thất bại trong việc kiểm soát xúc cảm tình yêu và tình dục thường dẫn tới thất bại trong việc kiểm soát tính cách khác. Hãy lấy trường hợp của Charlie Discan làm ví dụ. Ngay từ hồi còn trẻ, ông đã thất bại trong tình yêu. Thay vì để cho những xúc cảm tình yêu đơn phương phá hủy mình, ông đã chuyển hóa sức mạnh đó vào một cuốn tiểu thuyết có tên David Copperfield. Sau đó, cuốn tiểu thuyết này đã mang cho ông sự nổi tiếng và giàu có. Abraham Lincoln là một luật sư bình thường. Ông gặp thất bại ở mọi thứ mà ông làm cho tới khi cảm xúc của ông được khơi nguồn từ nỗi mất mát sau cái chết của Annie Rutger, người phụ nữ duy nhất mà ông yêu thật sự. Ông đã chuyển hóa nỗi buồn của mình thành các dịch vụ công và biến ông trở thành một trong những người vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ. Đáng buồn là không một người viết tiểu sử nào để ý tới điều này và biết rằng nỗi đau ấy đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của người đàn ông vĩ đại đó. Napoleon Bonaparte, một thiên tài quân sự, đã sử dụng nguyên tắc liên minh trí tuệ với người vợ đầu tiên của mình. Nỗi đau xảy ra một cách đột ngột sau khi ông để cho tâm trí mình điều khiển trái tim, và ông đã bỏ vợ người vợ đầu tiên để theo đuổi khát vọng trong tâm trí. Khi anh tìm hiểu để viết nên triết lý thành công, hãy quan sát và anh sẽ nhận ra rằng trong cuộc đời của bất kỳ một người đàn ông vĩ đại nào cũng có hình bóng một người phụ nữ. Và khi một người đàn ông và một người phụ nữ cùng hợp tác với nhau một cách đồng thuận để hướng tới một mục đích cuối cùng, họ có thể vượt qua được mọi thất bại tạm thời hoặc mọi trở cách trở. Thông qua liên minh đồng thuận của người đàn ông và với người phụ nữ, anh ta có thể sở hữu sức mạnh tinh thần tuyệt vời nhất. Có thể tạo hóa đã sắp đặt như vậy. Và thế giới chưa từng chứng kiến một người đàn ông vĩ đại nào mà không bị ảnh hưởng bởi những cả xúc cảm tình yêu và tình dục. Trong khi đề cập tới vấn đề tình dục, tôi có đề cập tới xúc cảm sáng tạo tự nhiên cung cấp cho con người khả năng sáng tạo, và không chỉ đơn thuần là những xúc cảm về mặt thể chất. Việc sử dụng sai nguồn sức mạnh này đôi khi làm giảm sút nó tới cấp độ thấp nhất. Trong trường hợp này, con người đã tự làm giảm sút bản thân mình tới cấp độ mà không một loài động vật bậc thấp nào có thể làm như vậy. Hiểu từ những phân tích của ngài về xúc cảm tình dục, tôi cho rằng xúc cảm này có thể là tài sản quý nhất hoặc là trách nhiệm lớn nhất của loài người, phụ thuộc vào việc hiểu và áp dụng xúc cảm này. Carnegie: chính xác là như vậy. Tôi muốn cho anh biết một điều quan trọng nữa. Xúc cảm tình dục, nếu không có sự biến đổi cảm xúc của tình yêu như nó được thể hiện trong những mối quan hệ tình dục không hợp pháp, là mối nguy hại lớn nhất đối với con người. Khi hai xúc cảm này cùng kết hợp với nhau, nó sẽ trở thành nguồn sức mạnh sáng tạo có thể làm đẹp bất cứ một tâm hồn tự nhiên nào. Hiểu, từ những điều ngài vừa nói, tôi hiểu rằng xúc cảm tình dục, nếu không có sự biến đổi của xúc cảm tình yêu, thì chỉ là xúc cảm mang tính sinh học, có thể gây hại, gây tai họa nếu nó không được điều khiển. Carnegie: đúng vậy. Tôi sẽ nói cho anh biết về phương pháp để kiểm soát xúc cảm này. Để kiểm soát xúc cảm tình dục, phải chuyển hóa xúc cảm này và đặt nó vào mục đích rõ ràng. Khi được sử dụng theo cách này, nó sẽ trở thành tài sản vô giá, thậm chí không cần có sự biến đổi xúc cảm tình yêu. Xúc cảm tình dục không thể bị cản trở. Như tôi đã nói, xúc cảm tình dục giống như một dòng sông bị chặn, và sức mạnh của nó có thể biến đổi thành bất cứ dạng hành động nào mà một người mong muốn, nhưng nó không thể bị ngăn chặn. Giống như nước của một con sông bị chặn lại, nếu nó không được xả ra một cách có kiểm soát, nó sẽ nổ tung và phá hủy mọi thứ bằng sức mạnh vốn có của nó. Đây là một điều mà tất cả các bác sĩ và các nhà tâm thần học đều biết. Những xúc cảm tình yêu và tình dục không được kiểm soát là nguyên nhân của hầu hết các căn bệnh về tinh thần và rất nhiều các loại bệnh tâm thần khác. Vì vậy, anh có thể thấy rằng sự tự kỷ luật thông qua đó, những sức mạnh này được kiểm soát bởi những nỗ lực của con người, là giải pháp khả thi cho các vấn đề mà nó gây ra. Hiểu,
Ngài có thể phân tích những ảnh hưởng của xúc cảm tình yêu và tình dục tới cuộc sống hôn nhân hàng ngày không? Tôi muốn làm sáng tỏ vai trò của những cảm xúc này trong mối quan hệ con người, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như Ngài đã mô tả. Carnegie, đó là một yêu cầu khôn ngoan. Vì vậy chúng ta hãy cùng làm sáng tỏ vấn đề này, bởi vì tất cả các nguyên tắc của triết lý thành công muốn có giá trị thực tế thì phải giúp con người giải quyết các vấn đề thực tế. Và tôi muốn nói với tất cả các vấn đề. Như chúng ta đã biết, tất cả các hành động của con người đều dựa trên các động lực. Không phải tình cờ mà các động lực tình yêu và tình dục được đặt hàng đầu trong danh sách 9 động lực căn bản. Điều đó là bởi vì những động lực này thúc đẩy hành động hơn tất cả các động lực khác. Những tác phẩm văn học, thơ ca, nghệ thuật, kịch và âm nhạc vĩ đại đều xuất phát từ tình yêu động lực. Trong các tác phẩm của Shakespeare, kể cả bi kịch và hài kịch đều xuất phát từ hai động lực tình yêu và tình dục. Nếu loại bỏ những động lực này ra khỏi tác phẩm của Shakespeare thì sẽ chẳng có gì ngoài các đoạn hội thoại thông thường, không có gì đặc sắc hơn các vở kịch tầm thường. Vì vậy, cảm xúc sáng tạo này đóng vai trò quan trọng trong các tác phẩm văn học. Các nhà diễn thuyết vĩ đại ở bất kỳ một lĩnh vực nào khiến bài diễn thuyết của họ trở nên cuốn hút và phong phú nhờ việc chuyển hóa xúc cảm tình yêu và tình dục thành lòng nhiệt tình, và vì vậy họ truyền đạt cảm xúc của mình thông qua ngôn ngữ nói. Tôi đã từng nghe những bài diễn thuyết tuyệt vời về cả đề tài và khả năng sử dụng ngôn ngữ, tuy nhiên họ thất bại trong việc truyền đạt cảm xúc bởi vì người diễn thuyết đã truyền tải suy nghĩ của mình từ tâm trí thay vì từ trái tim. Anh ta không hề truyền đạt được cảm xúc trong từ ngữ bởi vì anh ta thiếu cảm xúc hoặc không sử dụng chúng. Trong các hội thoại thông thường, tất cả mọi người truyền đạt chính xác những cảm xúc của họ thông qua những ngôn ngữ nói, và đó là những cách mà những người có kinh nghiệm trong việc nhận biết tính cách đọc được suy nghĩ của người nói. Như chúng ta đều biết, các từ ngữ thường được sử dụng không phải để truyền đạt suy nghĩ của người nói mà để che giấu chúng. Vì vậy, những chuyên gia phân tích tính cách đánh giá người khác không phải qua cách họ nói mà qua những cảm xúc mà họ diễn đạt thông qua lời nói của mình một cách vô thức. Chính nhờ có phương pháp này mà trực giác của một người phụ nữ cho phép cô ấy có thể nhận ra lời nói yêu thương của một người đàn ông có chân thành hay không. Khi một người đàn ông nói ra lời yêu thương từ trái tim mà không phải từ trí óc của anh ta, những từ này sẽ mang ý nghĩa mà không có một người phụ nữ thông minh nào không nhận ra được tình yêu chân thành của họ. Bởi cô ấy dựa vào những cảm xúc được truyền đạt thông qua từ ngữ hơn là bản thân của từ ngữ. Điệp hiểu và áp dụng sức mạnh của cảm xúc trong việc nói và viết rất quan trọng, bởi vì không ai có thể nói hoặc viết ra một dòng mà không để lộ cảm xúc của mình một cách cố ý thức hay vô thức, bất kể anh ta dùng từ ngữ của mình để nói điều gì. Hiểu, nếu tôi hiểu đúng những điều ngài nói, ngài Carnegie, từ ngữ của một người sẽ mang cảm xúc của người đó, dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Carnegie, đúng vậy, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng các cảm xúc tiêu cực như nỗi sợ hãi, sự đố kỵ và sự tức giận có thể được kiểm soát và chuyển hóa thành các sức mạnh tích cực thông qua nguyên tắc tự kỷ luật. Các cảm xúc tiêu cực có thể được gọt giũa và hướng tới việc phục vụ một mục đích tốt đẹp. Đôi khi sự sợ hãi và tức giận có thể thúc đẩy hành động của một người, nhưng tất cả các hành động được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực đều phải được lý trí chuyển hóa sang mục đích tích cực. Hiểu, một người có nên gửi các cảm xúc tiêu cực và tích cực tới chức năng lý trí hoặc tới tâm trí trước khi thể hiện nó ra dưới hai dạng hành động hay không? Carnegie, có, và đó là một trong những chức năng chính của lý trí. Không ai có thể thể hiện cảm xúc mà không chuyển hóa suy nghĩ tới trung khu lý trí, và đó là một chức năng quan trọng của sự tự kỷ luật. Như tôi đã nói lúc đầu, sự tự kỷ luật bao gồm sự cân bằng giữa sức mạnh của lý trí và cảm xúc. Theo như định nghĩa của Webster, toàn bộ con người là một tổng thể của cảm xúc và lý trí. Vì thế, bản ngã của con người phải đóng vai trò là một quan tòa để quyết định lý trí hay cảm xúc. Sẽ đóng vai trò chủ yếu trong việc vạch ra kế hoạch hay đưa ra quyết định trong từng hoàn cảnh. Vì vậy, sự tự kỷ luật đóng vai trò giúp cho bản ngã của con người quyết định sử dụng lý trí hay cảm xúc để giải quyết các vấn đề trên. Thời gian là một người thầy nghiêm khắc. Nó buộc con người và vạn vật hướng về nơi mà nó thuộc về, theo bản chất vốn có của nó. Hết chương 8.